Xin chào anh em đến với Book Guppy Channel. Hôm nay mình sẽ thông báo với anh em một sự kiện rất là đặc biệt, một sự kiện rất lớn, một sự kiện thường niên và được diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng. Đó chính là chương trình Guppy Show. Thì nhằm thúc đẩy phong trào Guppy phát triển cũng như là tạo một cộng đồng Guppy mạnh mẽ vững chắc. Thì ngày 25 tháng 3 này, mình một số anh em sẽ tổ chức một sự kiện để có thể nói là trưng bày cá cho anh em chiêm ngưỡng nè, và đặc biệt là sẽ có tặng cá cho anh em mang về nữa. Vâng, thì ngày 25/3 tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra lúc khoảng 8 giờ. Tham gia chương trình này thì sẽ không cần phải đăng ký và cũng không cần phải mất một bất cứ chi phí nào cả, hoàn toàn miễn phí cho anh em luôn. Vâng, và sẽ đặc biệt là được tặng cá mang về nữa. Quá tuyệt vời luôn. Ok. Thì cuối tuần này nha, chủ nhật cuối tuần này sẽ diễn ra. Và hy vọng anh em sẽ tham gia, dành một chút thời gian để tham gia chương trình này, có thể rủ bạn bè mình đi theo nữa. Giống như mình đi cà phê một buổi sáng vậy thôi. Đó, và mình còn được ngắm cá miễn phí nữa. Không phải ngắm cá miễn phí không mà mình được tặng cá mang về nữa. Còn điều gì tuyệt vời hơn đúng không? Quá tuyệt vời. Và chương trình sẽ diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng, nhắc lại một lần nữa, ở cuối công viên, cái đoạn mà người ta thường chơi bi sắt á. Nếu anh em nào không biết thì vô hỏi như vậy, thì anh em đi tới đó sẽ gặp tụi tôi. Còn không nữa thì anh em hãy gọi mình. Số điện thoại mình sẽ để ở cuối bài viết, trong phần mô tả, trong comment luôn. Nói chung thì số điện thoại của mình thì cũng dễ tìm, mà anh em có thể xem clip cũng có. Nhớ nha anh em, được tặng cá mang về đó nha. Cái đặc biệt, cái lưu ý, mình nên rủ bạn bè mình đi theo, rủ càng nhiều càng tốt. Hiện tại là có hơn 300 cặp cá đã được chuẩn bị tặng cho anh em rồi đó. Anh em mà không đi là người khác sẽ được nhiều cá lắm. Thì thường là cuối giờ show thì mình mới tặng nha. Rồi tặng trước thì nó lộn xộn dữ lắm. Thì mình sẽ ưu tiên những anh em nào đến sớm, nên anh em nào tham gia từ sớm á. Đó, cứ vậy thì tặng dần dần xuống. Anh em nào đến trễ thì chắc có lẽ tụi mình phải xin lỗi rồi. Tại vì sự kiện diễn ra chỉ khoảng tới 1 giờ là kết thúc. Dự định là từ 8 giờ đến 1 giờ đó. Anh em cố gắng sắp xếp ít thời gian của mình ra để tham gia. Ok. Thì mình sẽ nhắc lại ở công viên Lệ Riêng, ngày 25 tháng 3 bắt đầu lúc 8 giờ. Dự định kết thúc vào lúc 1 giờ. Chúng tôi sẽ đợi bạn ở đó. Cảm ơn.